là bộ truyện tranh quảng hốt điển xuất bản dạng trên tạp chí Teenager từ những năm 1930. Gia đình Adam tựa gốc The Adam Family trở thành một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng Mỹ. Giới tạo hình kỳ quái và tính có 102, gia đình Adam bao gồm bố Tome, mẹ Morticia, lương con Berkeley và quét nét đai cùng nhiều hero quái gỡ lương sẽ đem lại nhiều bất thần lôi cuốn cho người theo dõi. Bố Tome hết lòng yêu thê thiếp con và mẹ Morticia với thần thái ngút trời. Là một người đại trượng phu luôn vui tươi, đầy ắp năng lượng, Tome Adam luôn hết lòng thân mật tới con cái và yêu cô thê thiếp quái gỡ một điên cuồng. Ngoại hình của hero được xây dựng lương một chút so với nguyên gốc Kirome có vẻ ngoài to lớn, tròn trịa nhưng vô cùng hối hả và hoạt bát. Lãng mạn, tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu, anh thực sự là một người đại trượng phu của gia đình. Trong khi đó, Morticia người bạn đời lý tưởng của Kirome, cũng vô cùng yêu thương gia đình mình và chịu nhiệm chăm lo quán xuyến mọi việc trong nhà. Trái ngược với chồng từ ngoại hình đến tính, Morticia Adam có vẻ nghiêm túc và kỳ quái hơn. Với thần thái cao sang, bí ẩn, Morticia không bao giờ để người ngưỡng mộ phải bế tắc với những trăm ngôn chất hơn nước cất của mình. Cô gái quà trong xóm khác lạ quét nét đai và em trai bớt ly nghịch hơn quỷ. Cô con gái cưng của Morticia và Gomez quét nét đai tuy chiếm hữu khuôn mặt lạnh như tiền nhưng lại có sở thích rình rập, quỷ phá và hành hạ cậu em trai yêu thương của mình. Trong bản dạng điện ảnh, cô sắp sửa phải đối mặt với thử đáng hoảng hốt nhất của cuộc đời tính tới thời điểm này, những năm học cấp 2. Tuy hơi kỳ lạ nhưng quét nét đai chỉ là một thiếu niên đang lớn, cô nhỏ nhắn muốn khiến cho mẹ phát điên và tìm thấy cảm giác lương chủ quyền của riêng mình. Cô cảm thấy bị kìm kẹp trong căn nhà và thực sự muốn ra khỏi đó. Không thường cạnh, cậu em trai 10 tuổi của quét nét đai Berkeley không xong bày ra lương kế hoạch để chọc phá mọi người. Berkeley và quét nét đai luôn tìm mọi cơ hội để chơi khăm nhau theo yêu thương nhất có thể. Giờ đây, cậu nhỏ nhắn phải từ bỏ lương nụ cười phá hoại để học Saber Majorca, một nghi thức chứng minh rằng cậu sẵn sàng trở thành người đại trượng phu của gia đình. Ông chú mập mạp Fester và anh họ nhiều tóc yên. Là anh trai của Rome và là lương của lũ trẻ tinh ranh, Fester có thể làm sáng sủa bất kỳ nơi nào ông đi qua bằng nhét bóng đèn vào trong miệng của mình, nên được trao nhiệm phụ nguồn điện. Ông lương này luôn mang đến nhiều trò đùa gàn khiến mọi người phải lắc đầu ngao ngán. Trong phim, Fester có mặt để hỗ trợ tình cảm cho Rome và những người lương trong gia đình, nhưng khác lạ là với Berkeley khi cậu nhỏ nhắn sẵn sàng cho lễ Saber Majorca. Trong khi đó, ít anh họ của Rome từ phương xa tới thăm lại có hình dáng quái gở, một bộ tóc dài chấm đứt. Nhân vật này hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc khó đỡ khi nói một thứ ngôn ngữ chẳng ai hiểu được. Bà nội chẳng giống ai. Mẹ của Rome là người mẹ chồng đúng như mơ ước của Morticia, bà thích đi du lịch vòng quanh thế giới, rất lôi cuốn gian lậu khi chơi bài và thường cho bọn trẻ những viên kẹo mà bà kẹp giữa lương móng chân của mình. Quản gia thích tiêu ca lơ và bàn tay biểu cảm thinh. Vị quản gia mẫn cán của gia đình Adam tuy mang thân lương của một bất lương quỷ nhưng lại có tâm hồn của một nhà thơ. Lơ được mọi người biết tới và yêu thương trước câu chào vừa vui tươi lại vừa đáng hoảng hốt mà ông dành cho những người ghé thăm gia đình. Người lương cửa này chắc chắn sẽ khiến mọi người hoảng hốt kết kiếp nhưng cũng nhanh lẹ làm quen bởi sự thân thiện xinh tươi của mình. Đồng hành với Lơ là Thinh bàn tay vừa là thú cưng, vừa là người giúp việc và là trợ lý cá nhân. Là một sinh vật cực kỳ tốt bụng nhưng không thể nói chuyện, hero này có trình độ biểu cảm vô cùng tốt với những điệu nhảy và điệu búng ngón tay quảng hốt điển. Là một gia đình hư cấu mang tính biểu tượng và rất mỹ, gia đình Adam cho thấy những khuôn mặt rất lạ nhưng cũng rất dễ tìm thấy trong cuộc sống hàng ngày. Và tuyệt vời hơn khi gia đình Adam không hề nhận ra sự quái gở của mình, điều này càng khiến người theo dõi thích thú và thậm chí tìm được sự kết nối với lương hero. Bộ phim chiếm hữu dàn diễn viên lồng tiếng toàn sao hạng A như Oscar Isaac S. Machina, Annihilation, X-Men, Apocalypse, Charlie Zedero Mad Max, Furio, Atomic Bonde, Lira Semo Red Kick-Ass, Karai, Serbia, Alison Yanni, Tom Ye. Được bắt trịch bởi Red Tinan Sir Sajay Bati và Conrad Zenon loạt phim Red, Monster,
Alin, Sir Sajay Bhatti, gia đình Adam hứa hẹn trở thành siêu phẩm rực rỡ nhất mùa Halloween năm nay. Nhân dịp phim ra mắt, dành tặng độc giả Soha. Việt Nam ở Hà Nội 4 vé công chiếu phim tại Vincom Bà Triệu vào lúc 18:00, ngày 22 tháng 10 năm 2019. Để chiếm được vé công chiếu, mời độc giả chia sẻ bài viết và để lại thông tin cá nhân dưới phần bình luận. Ban biên tập sẽ liên hệ với lương độc giả may mắn.